Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Đã đến giờ vào lớp học. Xin tất cả hãy tắt âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Sẽ do chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo ạ. Xin mời chị. Dạ. Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư. Con xin kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý cô chú học viên trong room. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sa ke ka me cha ro be ge ri si kha ra ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra the cha ga me ta ru na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu Sawanakalo ayam padanta dhamma sawanakalo ayam padanta dhamma sawanakalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyaṃ vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyaṃ vi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi iti viso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viccacaraṇa sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sāraphi sattade vamano saṇaṃ buddho bhagavā tināthi me saraṇaṃ anyaṃ buddho me saraṇaṃ gvaraṃ etena sācca vācena hotu me jaya maṅgalaṃ uttamaṃ gena vandehaṃ bhadapaṃ saṁvaruttamaṃ buddhe yo khalito dosso buddho khammatutaṃ mamaṃ Svākhāto bhagavatā dhammo sandhīthiko kāliko ehi bhāsiko oppanayiko paccattaṃ veditappo vinyo hetināthi me saraṇaṃ anyaṃ dhammo me saraṇaṃ gvaraṃ etena sācca vācena hotu me jaya maṅgalaṃ uttamaṃ yena vandehaṃ Thamman chadu vi thang varang tham me yo khali to do so tham mo kham tu tang mamang So bati ban no phagavato sa vaka sang kho Ucho bati ban no phagavato sa vaka sang kho Nyaya bati ban no phagavato sa vaka sang kho Sai me chi bati ban no phagavato sa Sangho yadidang jatari purisa yogani atha purisa mokalan Esa bhagavato savaka sangho ahunai yo pahunai yo dakinai yo anjali karani yo Anuataram buanya ketang loka sati nati me saranam anyam sangho me saranam gwaram etena sacha vache na hotu me jaya mangalam uttamam gena vandeham sangham chaduvi khatamam sanghe yo khalito doso sangho khamatutam mamam vandami jeti yam sapa sapa thane supati thitam saririkatham
cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang than cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han tua sa pe u pa ta we ane ka an ta ra ya pi we na san tua se sa to sam bu the panja panya sanja ja tu we sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ham te sam tham man cha sam han cha da re na na ma mi ham na ma ka ra nu pha we na han tua sa pe u pa ta we a ne ka an ta ra ya pe we na san tua se sa to sam bu thi na wo a tha ja ta li sa sa ha sa ke we sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man ja sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han tua sa pe u pa pra we a ne ka an ta ra ya pe we na san tua se sa to sa pe purati ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe purati ma ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe ta ki na ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe ta ki na ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe ba chi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe ba chi ma ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe o ta ra ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe o ta ra ya anu ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe o ba ni ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe he ti ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi han tu sa pe sa ta a we ra han tu su khi ta han tu ni do kha han tu ap ya pa cha han tu a ni kha han tu ni kha yu ka han tu a ro ka han tu sam ba ti hi sa me chan tu su khi nang pariharan tu dukha patta cha ni dukha phaya patta cha ni phaya so ka patta cha ni so ka han tu sa pe mi ba ni no akasa tha cha phong ma tha ni wa na ga ma hi thi ka bon nhang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasa tha cha phong ma Sa thú. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học an vui. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tam Bảo ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào các vị thầy. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 8 phần sửa bài tập còn lại. Về những phần thời gian thì chúng ta sẽ học bài số 9. Phần sửa bài tập còn lại đó là hôm trước là mình đã sửa xong phần
bài tập căn bản phần Bali. Hôm nay thì mình sẽ sửa tiếp phần tiếng Việt. Và đây là 5 câu phần tiếng Việt. Thứ nhất đó là thầy tử sĩ đạt ta đã hiểu rõ kinh điển Veda của các bà La Môn. Thứ hai đó là các vị hoàng tử thường thường tham dự các cuộc thi tài nghệ. Số 3 đó là ngài đã đánh bại các hoàng tử khác tại cuộc thi. Số 4 là thái tử nhiếp phục những con thú khó điều phục tại cuộc thi. Thứ 5 là một ngày nọ thái tử và các hoàng tử khác đã tham gia cuộc thi. Thì đó là 5 câu bài tập phần tiếng Việt sang Bali. Giờ ai làm được câu nào thì sẽ làm câu đó. Để anh Khánh post bài lên nha, để cho lớp làm mở kịp. Khánh Khánh mở tập kia. Anh Khánh hơi trong máy không? Khi tên mở ký có phải không? Có. Dạ bạch sư, con xin sửa câu 3. Rồi. Dạ thưa sư, cho con sửa câu 1. Dạ. Dạ con kiếp nha. Còn 3 câu. 2 câu. Bạch sư, con xin sửa câu số 5. Còn câu 2 với lại câu 4. Bạch sư cho con xin sửa câu 4 ạ. Rồi. Còn câu 2. Câu 2 là nó nhận. Tại bữa nay mình còn phần bài tập nâng cao mỗi gì kia. Phần bài tập này. Dạ sư có thể tắt để con chia sẻ màn hình. Dạ con xin sửa câu 2 ạ. Rồi. Để năm câu. Để sửa đi, sửa không được lắm. Thank you.
chat cô ba lên rồi đó các khánh. Dạ, để con copy vô. Thì chat cô 1 lên rồi đó em. Dạ. Khánh, cái máy cô kỳ quá, cô đánh cái chữ đàng hoàng mà sao cô bấm lên thì nó nhảy chữ khác. Lát nữa con đánh lại giùm cô đọc con đánh nha. Ờ, dạ. Mỗi câu cách hàng dễ thấy hơn các khánh. Dạ, yeah, mấy con bỏ thôi. Dạ, thưa sư, cái bài mà bài tập Bali mà nâng cao sư, bài 8 với lại bài 11 đó, nó có giống nhau á sư? Như bài 9, bài 12 nó trùng. Lỡ lại hết rồi. Dạ, dạ. Dạ, vậy là đủ 5 câu rồi sư. Rồi con số 1. Câu số 1 thì có gì? Thái tử đã hiểu rõ kinh điển Vita của các vị Bà La Môn. Về thân tình ứng trước đi. Thái tử là 1, đã hiểu rõ là 2, kinh điển là 3. Kinh điển Veda đi, kinh điển Veda là 3. Rồi của các Bà La Môn là 4. Rồi mình cho thái tử số 1 hiểu rõ thì là số 4, kinh điển Vệ Đà là số 3, của các bài là môn là số 2. Rồi mình xem câu dưới thì mình đã làm được hay không. Thì mình có là Ra Chát Kumaro. Kumaro là thứ 2. Kumaro Brahma Brahmana nang Brahmana Brahmana chữ na na có đi chỗ này không chứ? Về đã cầm thang đi chạm đi rồi câu số 2. Câu thứ hai thì có các vị thánh tử là 1, thường thường là 2, tham dự là 3, các cuộc thi là 4, các cuộc thi tài nghệ của vậy thì có các thánh tử là số 1, tham dự là số 2, thường thường là số 3, các cuộc thi tài nghệ mà cái thành tích ở nhà hàng xếp bắt vi mang tài dư thành dư được rồi.
Và câu số 3. Ngài là 1, đã đánh bại là 2, các hoàng tử khác là 3, tại cuộc thi là 4. Vậy thì Ngài là số 1, đã đánh bại là số 4, các hoàng tử khác là số 3, tại cuộc thi là số 2. Ngài Sô Bà Ra Chế Dí Anh Nhã Ra Chắc Phú Mà Rì Ký Măng Thà Giặc Ra Được. Câu số 4. Câu số 4 con Ngài. Anh có đổi cái bài tập mới thì cô Trân có gửi bài tập mới cho anh chưa vậy? Ờ, dạ dạ có sư. Các Khánh, các Khánh, cái câu số 5 cô viết lộn rồi các Khánh. Dạ. Yeah. Hôm bữa cô viết lộn rồi con. Bài học trong nhóm hết rồi đó thưa sư. Hả? À. Con gửi file sát bài học bài tập mới trong nhóm rồi đó sư. Là cái hơi khác khác với bản của sư à? Dạ, cái bản này là bản cũ sư, con chưa mở cái bản mới sư. Bản bản mới nè, bản mới nè. Các Khánh xóa cái câu 5 đó đi con. Dạ. Phải lỡ phải hết 5 câu này đi anh mở cái bản mới. Dạ, bản dạ. Mới nè cô đọc con viết nha. Ê cá đi quá săn. Sao mà cô dự báo tới giờ chưa biết Bali được. Ra cha cú ma rô. Ra cha cú ma ra sa. Anh nhé, chờ con tí con lấy cho anh nhé trên đây. Cá là anh nhé. Mà cũng mà ra xa. Cá quý măng xăng. Cá quý măng. Có gì không cô? À đúng rồi. Mí măng xăng. Trân ơi, Trân có gì biết được gì mà được không Trân? Để lần sau Khánh đổi cái file mới luôn. Sao dạ? Chỉ là Tiffany, Tiffany, Nita. Tiffany, Nita hả sao? Ni tắc. Ni tắc rồi. Chữ ni thôi. Ờ. Đếm nó lại. Đếm lại. Ở cái chữ ý. Pi đó là đúng. Pi. Đếp bi. Đếp bi. Đếp bi. Đi về. Rồi. Sau là số 1, ngày là số 1, đại nhiếp phục là số 4, những con thú có địa phục là số 3, tại vị thi là số 2. Rồi, con số 5. Năm một ngày nọ là 1, thái tử là 2, hòa là 3, các hoàng tử khác là 4, đã tham gia cuộc thi gia là 5, cuộc thi là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
hay nọ là số 1. Thế tử là số 2. Hòa là số 3. Các phần tử khác là 4. Đã tham gia là 6. Cuộc thi là 5. Cần cho mấy dưới tình hình thì có đi phát sang ra chắc có mà rồi chắc anh nhá, à chắc cũng mà rắc sắc chắc. Ờ, cái đó không được rồi. Mình xài chắc thì mình đâu chia nó ở cách khác nhau được. Xài chắc thì cái trước nó chia ở cách mấy thì cái sau nó phải chia giống như cái cách đó. Đấy được. Nó phải sửa lại. Rồi, anh nhá, à chắc cũng mà ra chắc. Nó có thể khác với số. Nhưng mà nó thay đổi cách Kumara chắc khi đi ra Kumara sorry Kumara chắc khi mang pha dăng được mang pha dăng xa từ xa mang pha dăng rồi được rồi dăng đỡ cái bạn mới đi chơi rồi dăng đỡ bạn mới Khánh, nếu mà Khánh chưa có file liền thì chưa có copy gọi 5 câu đầu rồi đó Khánh rồi vậy Khánh copy qua luôn nhớ nữa nhớ lưu lại. Rồi, ok. À, bây giờ chúng ta sửa tiếp phần bài tập nâng cao ha. Trước tiên là 5 câu Billy. Câu số 1 mình có đó là Ách chỉ răng xuất thu đá bá rai cho sát rai cho út tô Ramana năng sắc pháp vì đá gần thề út gần chí. Câu số 2 mình có đó là Hamaya vì xa khát ma sắc pháp Unami Ibatamhi Rajaput Anjayi. Câu số 3 đó là Tukho Dano Nam Bakku Palo Chak Rajak Parisa Chak Sapa Mangkalak Bipatse Rajaku Marang Wanding Su. Câu số 4 Câu số 5 Hidani Kupala Rajaput ta năng na na tát mắt mang các lát đi mất tề rầm nề đi chất cả làng đi mình tên tí chữ na mắt tát mắt mang các lát đi mất tề đang bỏ cái dấu ngang đi rồi bây giờ chúng ta dịch phần bài tập nâng cao ha ai dịch được câu nào dịch câu đó tiếng Việt này mình có thể ăn Việt này mình có thể đọc để người ta đánh hóa cũng con dịch câu số 1 thưa sư viết gì mẹ không bao lâu hoàng nam của đức vua Tịnh Phạn đã học tất cả Đức vua Tịnh Phạn xin trả lời câu số 2 đã học tất cả kinh Vệ Đà của các Bà La Môn
Con xin dịch câu số 3. Con xin dịch câu số 5 ạ. Câu số 2, hoàng hậu Mahamaya đã sanh hoàng nam vào ngày rằm tháng Vesak. Thêm chữ hoàng hậu Mahana Maya nữa con. Con sửa chữ tháng rồi. Dạ, câu số 3 là Đức vua Sutho Đá Nhô đã đảnh lễ. Đã đảnh lễ hoàng nam của mình tại ngày lễ hạ điền ạ. Dạ xin hết ạ. Đức vua Sutho Đá Ná đã đảnh lễ hoàng nam của mình tại ngày lễ hạ điền. Dạ vâng ạ. Thiếu cái câu và chá Parisa nữa. Thiếu cái chữ chá ra chá Parisa. Dạ thiếu khúc này. Dạ cho con sửa lại. Xin sửa câu tiếp xong con sửa lại câu 3 sau ạ. Cứ sửa câu 4 đi ạ. Khánh ơi, cái bài tập nâng cao này á, không có thay đổi gì đó, vẫn như cũ Khánh ơi. Khánh ơi. Nhưng mà cái gì lần sau có xài cái bài mới cho chắc ăn khỏi ở đồng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chỉ có sửa chút xíu chữ thôi. Bài mới đâu có đưa lên đâu, đưa bài cũ nè. Không, từ bài tập số 8 thì chưa có ấy mà. Đúng rồi, bài số 8 thì chưa có đổi. Chưa đổi, bài tập số 8 thì nó vẫn bài tập số 8 bình thường thôi. Dạ, dạ. Còn mấy bài tập trùng mấy sửa. Dạ. Các Khánh, cô dịch cô 4. Không, phải cái bản mới hết đi cho nó. Dạ, có đồng. Và các quan đại thần. Và bảo mẫu đã tập hợp lại trong ngày lễ hạ điền. Cảm ơn các anh. Thank you.
Dạ, cho xin sửa lại câu 3 một ghi giùm nha. Dạ dạ, cô có sửa. Đức. Dạ. Đức vua và các quần thần ạ. Và các quần thần đã đảnh lễ Hoàng Nam. Của mình tại ngày lễ Hạ Điền. Dạ thôi để tí nữa xin sửa cho con chỉ dịch được thế thôi. Con cảm ơn. Câu 5 các Khánh. Yeah. Lúc bấy giờ các đức vua, các vua, các vị vua luôn luôn mời các vị Bà La Môn trong ngày lễ đặt tên của các hoàng tử. Dạ rồi, dạ xong 5 câu rồi. Dạ, anh Khánh cho xin sửa lại một chút. Nếu mà cái câu 3 ấy mà phải sửa lại là hoàng tử của mình chứ không phải là hoàng nam của mình ạ. Hoàng tử của mình ạ. Dạ. Xin cảm ơn. Xóa các cái hàng đó để cho cái bài nó nâng lên nó xem á các Khánh. Dạ. Dạ, cảm ơn các Khánh. Chứ còn để gì tí để nữa nó nhỏ lắm khó xem. Để xe vô. Thư xong rồi Khánh. Dạ, thưa sư, các Phật tử đã sửa xong bài tập rồi sư.
nhé. Giác sư Khanh. Sư đâu mất. Mình mở mic. Rồi câu số 1 là không bao lâu hoàng nam của đức vua Tịnh Phạn đã học tất cả kinh điển Veda của các Bà La Môn. Câu số 1 để ý là của ai đó, từ cái chữ của đó nó được viết trước. Ví dụ ở đây đó là hoàng nam của vua Tịnh Phạn thì của vua Tịnh Phạn viết trước. Câu số 2 Mahamaya Vesakhama Sattha Kunami Vipassamhi Rajapu Tanjayi. Chữ Kunami này nó dư một chữ. Chữ N này bỏ chữ N không có chấm. Một chữ N đầu hết. Chữ N sao? Chữ N không có chấm. Không phải. Chữ N chấm là đúng rồi. Chữ sao? Sao rồi? Ờ, chữ nát. Ủa, đúng rồi. Nát này dư. Nát dư. À rồi, được rồi. Cùng nó mê đi phát xâm chí. Được rồi, đã được rồi. Rồi, cho cô thầy trà dư. Hoàng hậu Mahamaya đã sinh hoàng nam vào ngày rằm tháng Vê Sắc. Vào ngày rằm tháng Vê Sắc. Rồi, được rồi. Câu số 3 Sutho Dhano Nama Upalo Chát Rai Chát Parisa Chát Phật Pháp Măng Lát Ibase Rai Chát Kumarang Quản Lý Chút. Chức vua Sutho Dhano và quần thần và các quần thần đã đảnh lễ bằng tử tinh tử đoàn tử vào ngày lễ Hà Điền. Chữ của mình bỏ đi, thêm chữ vào, thêm chữ vào. À, vào ngày lễ Hà Điền. Ta phải coi chữ bên ly gì kia đầu trước cái bản trước bản sau, ta phải chỉnh sửa dịch theo cái bản trước là phải hiện chữ bên ly chứ gì. Dịch hiểu mà khó rồi chứ biết vô đâu. Rồi câu số 4 cho chúng ta câu số 4 Upalu chát Amai cha chát Parisa yu Parika Aposika yu chát Vật phá Mang thân lá y quá sầm ý Sành y tất tình xuống Đua và các quan đại thần vua phẩy đi vua phẩy các quan đại thần và bảo mẫu đã tập hợp lại trong ngày lễ Hà Điền, trong ngày lễ hoặc là vào ngày lễ. Rồi câu số 5 Idani Upala Rajaput Tanang Namakarna Mangala Divase Pramane Nichakalang Nikman Devi. Lúc bây giờ các vị vua luôn luôn mời các Bà La Môn, các vị Bà La Môn trong ngày lễ của các phần tử, trong ngày lễ đặt tên của các phần tử. Ở đây chúng thấy dịch vào ngày lễ đặt tên của các phần tử nghe nó hay hơn. Mặc dù trong thì nó là định sẽ cách chúng ta khi dịch vào nghe hiểu nghe. Rồi đó là năm câu phần tiếng Bali. Giờ còn nhớ còn thời gian mà chúng ta sửa luôn năm câu tiếng Việt ha.
Con nguyện cho ba năm câu tiếng Việt nhé. Dạ, yeah, bạch sư, con xin sửa câu số 5. Dạ, yeah, thưa sư, con xin sửa câu số 2 ạ. Thank you.
nãy giờ không có ai sửa. Dạ con chát luôn cái câu số 2 vừa cái khung chát rồi. Dạ. Các Khánh của chát của câu số 1 rồi đó các Khánh. Má kiếm nó dối ấy, chị ba một cái câu như cô Bảo đánh cô Năm lên vậy Khánh. Cô Bảo sửa cô Năm không cô Bảo? Đúng rồi con. Dạ. Yeah. Cái câu 4 ở trên đó Khánh, chữ Nam ăn đó Khánh, chị bấm là cái dấu theo dấu. Yeah. Đặt tên là Tha Pen Tí không chứ đâu phải Tháng không chị? Tha Bề Tí. Tha hay là Tha ta em nhớ không nhớ cái này. Tha Bề Tí, Tha Bề Tí. Đúng rồi. Tha Pen Tí đúng rồi các Khánh. Mà chữ T của chị thiếu nè, thiếu dấu ở trên đó. À, bên đây cũng thiếu không? Okay. À,
Dạ. Cái câu số 4 Brahmana ấy, cái chỗ chữ N thiếu một chữ chấm dưới ạ, xin cách hãng sửa cho phút ạ. Câu thứ hai ạ. Bên dưới ạ. Đó. Brahmana như thế cho N thiếu chấm. Dạ đúng ạ. Đúng ạ. Xin cảm ơn. Còn câu năm thánh không hỏi cô Bảo là tự viết hay là thánh viết đó thánh? Dạ, cô Bảo gõ câu năm đường cô Bảo hay cô Bảo đọc cô nhất luôn? Ở trên nick chat đó, cô Bảo đánh rồi, nãy giờ rồi. Ủa vậy hả? À, ok, hồi nãy cô Bảo gõ đầu tiên mà không thấy. Rồi, xong. Cái chữ má văn nó con sửa rồi giùm cô. Dạ. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Bác thấy Yimha con. Yimha không con. Tâm kiên. Dạ, dạ xong rồi cơ sư. À, dạ câu số 1. Con hát khỏe là con vừa có điều phục. Chia đi. Con hát mã là 1, là 2. Con vừa có điều phục tập bệnh. Con hát mã chính là phải chăm chiếu, chính là phải chăm chiếu. Và con số 1 có 3 từ như chỉ là số 3 con người có điểm phục hai có 3 từ như phải đánh đổi chính là cái chấm dứt. Dạ. Dạ con. Ở đây mình viết vậy không có đúng. Viết vậy là ca lát phát phải chưa chia gì hết. Phải chia ở chữ cắt. Ca lát thô. Biết được. Viết vậy là chưa có chia. Ca lát thô. Thì ở đây mình sử dụng nó động từ hô tiết thì nếu mà sử dụng động từ hô tiết thì ở đây nó phải là ở chữ cách, chữ án phá này bỏ đi, bỏ dấu chấm nó luôn thêm chữ ô gì. chữ ô tô khánh nếp bên đi tô ca lắc tô đúc bật
Đức Thị Ni Tô Hô Tị Ni là được rồi. Rồi câu số 2. Một ngày nọ là một, thái tử là hai, tham gia là ba, cuộc thi tài nghệ là bốn với các hoàng tử khác là năm, với là năm các hoàng tử khác là sáu. Với các văn tự khác là năm. Rồi một ngày nọ là số 1. Thái tử là số 2. Cùng với các văn tự khác là thái tử. Gia thì biết đã tham gia số 5, số 6 tham gia số 6 cuộc thi tài nghệ là số 5 với là số 4 các quan tử khác là số 3. Đang có người biết sao này. Để ta đi qua sang. Các hoàng tử không có như khác đâu. Để ta đi qua sang. Rồi chắc cũng là rồi. Raja Kumarehi Sahat Samadachi tham dự cuộc thi Sipa Niman Sayan, tham dự cuộc thi, tham dự cuộc thi như vậy thì nó chia cách thứ hai thôi, cho nên ở đây là Sipa Niman, cái mang xăng là đủ rồi. Giữa cái chữ này, chữ A này thành chữ A. Rồi. Rồi câu số 3. Bây giờ là một, các bà la môn là hai, thường là ba, đi đến là bốn, hoàng cung là năm, qua ngày lễ đặt tên là sáu. Bây giờ là số một, các bà la môn là số hai, thường là số số 5, đi đến là số 6. Quan cung là số 4. Vào ngày lễ là số 7. Và chúng ta xem thử dưới tổng biết sao. Đi đàn nghĩ Pramana, chữ Pramana này anh ở trên dưới. Pramana, Nama, Pramana,
phần ba lát đi bất tì phần ba lẻ đặc hơn ba sát đàn rộng sinh đàn hàng cái thân tiết các bạn là môn mà cái thân tiết hơn ta để ý những cái động từ đó tiết kiệm sai tí dễ dễ cho tiết sơ thì sai hơn. À, ốc sinh hăng này viết chữ N trong dưới để chữ M cũng đúng. Cái phim hăng là không phải chữ M N trong dưới. Bỏ chữ M đó. Bỏ chữ M đó. Các vị Bà La Môn đã đặt tên cho Thái tử và Sĩ Đạt Đà. Các Bà La Môn lần một đã đặt tên cho Thái tử là ba. Thế là ba là bốn. Ở đây Bà La Môn số 1 đặt tên là số 4 cho Thái tử là số 3. Thế là ta là số 2. Đây mình lấy ra biết là Brahmana Chí Thất Phù Tí Ra Chắc Phú Ma Ra Sát Nga Măng Kỳ Tùng. Kỳ Tùng Kỳ Tùng bài này mình chưa có học dạng dạng E nên sửa động từ này Pháp Pháp Chiên Phúc gọi là Pháp Pháp Dung phải dùng không phải dùng giá phải dùng dùng hết sức dùng 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 giá chữ thá bá giá hay sư thá thá gì sư thá bá giá để thêm ung thế dùng phải dùng và chữ á ra đi thêm chữ ung nhá u mà chấm dưới là ung mà rồi bỏ câu dưới đi. Rồi, câu thứ 5. Chúng tôi làm một. Tại nhiếp phục là 2. Các thu giữ là 3. Bằng sự không sân hận là 4. Của mình là 5. Chúng tôi là số 1, đã nhiên thùng là số 2, các thú dữ là số, xin lỗi, đã nhiên thùng là số 1, đã nhiên thùng là số 5, các thú dữ là số 4, bằng từ không thân nhận là số 3, của mình là số 2. Rồi thêm câu bơ linh thì sao biết mình dàn cách tâm nồ
Adosena Chanda Nikhe. Quên chỉ Chanda thì nhớ như nó có chấm dưới mà thì phải. Dạ, yeah, N chấm dưới, D chấm dưới luôn. Rồi được rồi đó, làm xong phần trăm câu. Có diêm há chứ diêm há hả sư? Diêm há, diêm há Khánh. Còn là máy diêm há, máy diêm há gì cũng được. Vậy là diêm em mờ thôi, không có chấm. Rồi nha, sửa bài xong chưa? Mấy cô sửa giỏi anh ơi, nãy mấy cô chưa giỏi là mấy cô nói rồi. Bây giờ chúng ta học bài mới đi thôi. Và bài thứ 9 là thử thách tài nghệ. Phần này thì chúng ta sau giai đoạn lịch sử liên quan đến tài nghệ của thái tử Tiên Thập Khác thì chúng ta có phần văn phạm, đó là bất biến quá khứ thân từ dạng toa, toa nát và tu nát, rồi bản chia động từ dc tiết thì quá khứ. Bây giờ thì chúng ta tại mình chỉ còn khoảng 15 phút thôi, chúng ta học bản chia động từ dc tiết đi suy nghĩ thì bất cứ đây là bản tóm tắt thì luôn thấy bản tóm tắt mình đã hôm nay mình cũng quen rồi. Giờ người thứ nhất số ít a hàng dc sinh tôi nhiều mấy dàn dc sinh ha. Người thứ hai số ít toàn dc to tôi nhìn tôm hê đê xê xít hát. Ngôi thứ ba số ít đê so đê xê xít. Tôi nhìn tê đê xê tung đê xê xinh cú. Ra lần nữa, ngôi thứ nhất số ít ác hăng đê xê xinh. Tôi nhìn ở gian đê xê xim ha. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê so. Tôi nhìn tôm hê đê xê xít hát. Ngôi thứ ba ít to đê xê xít. Tôi nhìn tê đê xê xung đê xê xinh cú. Hai lần nữa, hàng ngôi thứ nhất số ít a hàng đê xê xinh. Tôi nhìn mấy giang đê xê xinh hà. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xô. Tôi nhìn công khê đê xê xít hát. Ngôi thứ ba số ít to đê xê xít. Tôi nhìn tê đê xê xung đê xê xinh cú. Rồi bây giờ chúng ta có thể chia lại động từ đê xê tí này, hay là mình chọn một động từ nào đó mà nó thành phần bằng kê mà chúng ta đã từng học trước đây, rồi chúng ta chia với các bạn chia này. Rồi xin mời lớp giơ tay lên để mình tập chia rồi xong động từ để chúng ta nghĩ. Nhắc khác mời lớp.
Nó chia được giơ tay lên. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin chia động từ bô xê tí là chăm sóc. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bô xê sinh bô xê tinh số nhiều má văn bô xê sim ha. Ngôi thứ hai số ít văn bô xê xô số nhiều tâm huê bô xê xích thá. Ngôi thứ ba số ít bô xê xí số nhiều tê bô xê sung bô xê sim sinh sung bô xê sinh xú. Con xin hết ạ. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin chia động từ u đê tí là mập ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng u đê sinh số nhiều má văn u đê sim ha. Ngôi thứ hai số ít tăng u đê xô số nhiều u đê xích thá. Ngôi thứ ba số ít u đê xí số nhiều ô đê sung u đê sung u đê sung u đê sim xú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia động từ ô lô kê tí là nhìn thấy xô ô lô kê xí số ít ngôi thứ nhất số ít xô ô lô kê xí số nhiều là dạ bạch sư con đọc lại. Bà sư, ngôi thứ nhất số ít là á hằng ô lô kê xin. Số nhiều là má văn ô lô kê xin ha. Ngôi thứ hai số ít toan ô lô kê xô. Số nhiều là tâm hê ô lô kê xích thá. Ngôi thứ ba số ít là xô ô lô kê xí. Số nhiều là tê ô lô kê sung ô lô kê sung xú. Dạ bạch sư con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Xin mời Phật tử. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin chia động từ DC tí thì quá khứ ạ. Ngôi thứ nhất, số ít á hằng, DC sim, số nhiều, má răng, DC sim ha. Ngôi thứ hai, số ít toang, DC sim, DC so, số nhiều, tung hê. DC xích thá. Ngôi thứ ba số ít xô DC xí số nhiều T DC sung DC sim xú. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Tiên Mã. Yeah, thầy sư chia cái nằm từ DC xí thì có thứ ngôi thứ nhất á hằng DC sim số nhiều máy găng DC sim hai.
Và thứ hai, tôi tuần, this is show you tình hoa, this is hat. Ngồi thứ ba, tôi show, this is tí, show you tê, this is some, this is some food, yeah, this is some love. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư, con xin chia động từ pu chê tí cúng dường thì ở thì quá khứ. Ngồi thứ nhất số ít á hằng pu chê sinh số nhiều mái dân pu chê sim ha. Ngồi thứ hai số ít toàn pu chê so số nhiều tâm hê pu chê xí thá. Ngồi thứ ba số ít so pu chê xí số nhiều tê pu chê sông pu chê chiên số thì sư sư xin hết. Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin chia động từ ni qua dê tí là ngăn cản thì quá khứ ạ. Ngôi thứ nhất á hăng ni qua dê sưng số nhiều má răng ni qua dê sim ha. Ngôi thứ hai số ít toang ni qua dê sô số nhiều tum hê ni qua dê xích thá. Ngôi thứ ba số ít so như qua dê xí số nhiều tê như qua dê sung như qua dê xin số. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Má Giang Ma-re xin ha. Ngôi thứ hai số ít toàn Mareso số nhiều tâm hề Maresitha. Ngôi thứ ba số ít so Maresi số nhiều tê Maresung Maresin số. Thưa sư xin hết. Dạ tốt, ở đây muốn học luôn rồi. Dạ, thưa sư đã hết tử đọc rồi sư. Mời cô Trân đi. Dạ. Dạ, buổi học đã kết thúc. Dạ, con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy cho lớp học Bali ạ. À. Dạ, xin mời cô Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được cho lớp ạ. À. Xin mời cô. Xin mời cô Phúc Hạnh ạ, à, tụng kinh hồi hướng phước báo có được cho lớp. Mạnh quên không mở mic rồi. Cô Hạnh chưa mở mic hả cô? Cô Phúc Hạnh chưa mở mic á. Thưa sư, vậy con tụng cho xong nha sư. Alo. Dạ, bây giờ con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo đến chư thiên ạ. Akasatha cha phomma tha dewa naga mahithika bunyang no anomodang tu chirang rakhang tu sasanang
Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anomo dang tu chirang rakhan tu na tu no garu Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anomo dang tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu panino Akasatha Chapumatha Devanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hong tua naga te kale. Sa thú lành thang. Dạ lớp học kết thúc. Dạ chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy lớp Pali cho chúng con. Và chúc lớp học ngày càng tiến bộ hơn. Lớp học Pali học vào thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21 giờ. Dạ hẹn gặp lớp lại, chúc sư sức khỏe và ngủ ngon ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con kính tri ân sư. Chúc sư sức khỏe, chúc sư ngủ ngon.